mang đi bệnh viện nha. Đi nha. Đi không? Rồi. Đến giờ cái bụng nó đói lắm rồi đó bà. Bà hả bị ra đi ăn dặn biết. Ăn mình mới có trong bụng, mình mới sống được chứ. Nếu mình không ăn mà nó nhiều lắm này. Mình phải ăn. Rồi bà hả bị ra đi ăn dặn biết. Yeah, we're still.